Rắc rối lớn nhất khi mua đất chung sổ đỏ là việc khai thác quyền sử dụng đất hoặc khi định đoạt quyền sử dụng đất, vì đây là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất nên khi muốn chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng vào các mục đích khác với các thỏa thuận, người có nhu cầu phải được sự đồng ý của những người góp vốn khác. Bên cạnh đó, nếu trước khi góp tiền mua mảnh đất, những người góp vốn không thỏa thuận rõ với nhau về việc sử dụng, định đoạt cũng như việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung này, rất dễ dẫn đến các tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Trên thực tế, trước khi góp vốn để mua đất chung, những người góp vốn cần bàn bạc và thống nhất các nội dung quan trọng như mục đích sử dụng đất, tỷ lệ góp vốn của mỗi người, góp bằng hiện vật, tiền mặt hay tài sản nào. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ đứng tên tất cả những người góp vốn hay sẽ cử ra một người làm đại diện để đứng tên. Các thỏa thuận khác không trái với quy định của pháp luật. Các thỏa thuận nêu trên phải lập thành văn bản và có đầy đủ chữ ký của những người tham gia góp vốn. Như vậy, để mua được đất có chung sổ, người mua cần phải trải qua rất nhiều thủ tục rườm rà và bị lệ thuộc nhiều vào các đối tượng. Đã có rất nhiều vụ tranh chấp xảy ra đối với các hộ mua đất mà sử dụng chung sổ như tách sổ không được do không đủ diện tích chia nhỏ theo luật quy định. Các hộ khác không đồng ý thỏa thuận, đặc biệt khi mua đất có chung sổ, có thể sẽ không xác định được vị trí đất của các nền đất. Chính vì vậy, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa cái được và cái mất trước khi quyết định mua đất có chung sổ.